hạ thề là cái phim Tham vọng giàu sang là một trong những phim mình tốn ít tiền quần áo nhất nhất trên cuộc đời này. Lần đầu tiên á, đóng một cái vai nghèo khổ, em mới cảm thấy là ôi cha, nó xuống kinh khủng. Em không cần phải make up, phim đầu tiên đóng mà không cần phải chải đầu, không cần phải cầm cái gương. Ăn trưa xong những cái vai như Rồi Mưa Năm Sau, Tiểu Thư là mình phải làm tóc, phải coi như thế nào, chỉnh chu chưa. Còn phim này á, đặc biệt là lúc mà nghèo khổ á, là ngủ, ăn cơm trưa xong vô ngủ, ngủ đến sát cái giờ đoàn bấm máy luôn là hả ơi, quay là bước ra quay, rồi phủ phấn nhẹ nhẹ thôi. Ôi nó sung sướng vô cùng, rồi cả ngày chỉ có đúng một cái quần nái đen, rồi một cái áo bà ba cũng không cần thay đồ gì hết, quá là khỏe luôn. Rồi á hả, mồ hôi mồ kê cũng không sợ như Rồi Mưa Năm Sau, lắm ra Tiểu Thư mà cái tóc mình nó chéo vậy nè, cái mồ hôi nó ra nó bết, cái máy nó còn có 3 cọng. Có những cái đoạn mà cái máy nó còn có 3 cọng, ôi cha mẹ ơi, Tiểu Thư mà nhìn nó rất là phèn, không được là đoàn phải đợi vô sấy, mà mặc toàn là áo vải tweed, kiểu vải tweed nè, nó nóng nữa, mồ hôi nó đổ. Còn phim này á, thì mình chỉ mặc áo bà ba thôi, ngay cả khi mình giàu lên mình cũng chỉ mặc áo bà ba. Bà ba thì mình chỉ có đúng 1-2 cái quần màu trắng để thay tới thay lui. Áo bà ba thì nó có nhiêu đó màu thôi, trộn tới trộn lui. Cái mà tốn tiền nhất mà ra chợ mua là cái băng đô, là kiểu như mỗi một cái áo bà ba là phải có một cái băng đô cùng màu. Mà em chấp niệm đến cái mức là có một cái áo bà ba là cái màu xanh lá, xanh xanh mạ, cái màu rất là dễ thương. Em thích cái màu đó quá, mà cái áo đó thì nó lại là cái áo bà tay ngắn, thì thường nó chỉ nằm ở trong phòng ngủ thôi. Còn lúc mà bình an ra ngoài sảnh thì không có được mặc cái áo tay cọc như vậy, phải mặc mấy cái áo bà ba gấm tay dài. Em phải lên mạng em tìm, lúc đó là ở Gò Công nha. Chiều ngày hôm đó em nói đang có cho em ốp sớm, cho em ốp sớm buổi đi, em ra chợ Gò Công, em đi hết tất cả những cái gian chợ để mua cho bằng được cái xấp vải, cái màu xanh mạ đó. Không có, phải lên trên nền tảng mạng, phải lên trên chợ online á. Mình có được nói Shopee được không ta? Ok, sao phải lên trên Shopee rồi đó. Xong rồi bắt đầu mình đi tìm cái sắp vải cái màu đó, mà bán rất là mắc. Bán rất là mắc, là bán một lần là bán cả cây như thế này nè, chứ không có bán 1m, 2m. Cái phải nhắn tin cho cái người bán: chị ơi cho em bán cái này có bán được cái ít hay không. Cái chị nói không bạn ơi, cái này là bán một lần một cây. Nó dạ chị cho em xin số điện thoại đi, để em nói chuyện. Cái người ta cho số điện thoại, cái gọi luôn, năn nỉ: dạ chị ơi em thì chị bán cho em 1m, 2m thôi được không, em trả tiền cao hơn tí xíu cũng được, em năn nỉ dù được, tại vì em thích cái màu này quá. Cái chị nói không em ơi, tại vì cái này vô một cây rồi, giờ chị bán cho em vậy á rồi á hả, ai bán lại cho ai được. Nó chị ơi em năn nỉ chị, không. Nó dạ được rồi em cúp máy. Xong qua ngày hôm sau vẫn tức, vẫn không cam lòng, gọi lại cái số đó lần nữa: chị ơi em hôm qua em gọi chị nè. Cái chị chửi: hôm qua đó nó là không bán đâu mà tại sao cứ gọi qua vậy. Em nói: chị giờ em là diễn viên, em là diễn viên dây gian Nhật Hạ hả chị, thì hồi nãy qua đóng mấy cái phim Gia Đình Phép Thuật rồi đó. Nó: diễn viên hả, diễn viên gì, diễn viên nào? Dạ dây gì. Cái mình cũng kiểu hơi khớp khớp nhẹ rồi. Nó: dạ hồi nhỏ chị có coi mấy cái Mùi Ngòi Gai, Gia Đình Phép Thuật, rồi Đánh Cắp Số Phận, không, lúc đó Đánh Cắp Số Phận chưa phát, rồi 30 Năm Sau rồi không chị. Cái nói: Gia Đình Phép Thuật có coi. Là em á. Dạ em nè chị ơi. Cái mình video call cho bả luôn, mình video call cho chị đó, là em: chị ơi em năn nỉ chị, bây giờ em đang quay nè, đây có chị Lê Phương, đây có anh Cao Minh Đạt. Cái mình phải lôi chị Phương, lôi anh Đạt, lôi những anh chị nổi tiếng ra để mà thuyết phục: chị em năn nỉ chị, em lại thì chị bán giùm em 1m, 2m giải màu này thôi chị ơi. Nói: rồi được rồi, bán cho nói chuyện với cậu ba xí. Rất là mắc cười. Xong rồi mua được cái sắp giải rồi, cái bắt đầu đi tìm cái băng đô cho nó đúng cái màu của cái sắp giải đó. Ship 2 lần cái băng đô nó vẫn không có giống màu ở trên mạng, phải ship thì lần thứ 3 mua 3 lần mới đúng được cái băng đô như cái màu của cái sắp giải đó. Nói chung là cái sự chấp niệm của chị về trang phục quần áo nó rất lớn.